Như vậy chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình hỗ trợ giảm giá 50% phí trước bạ của nhà nước dành cho xe lắp ráp trong nước và trái với mọi năm khi mà bước vào cái chu kỳ chạy thuế này thì giá xe thị trường nó rất là lộn xộn. Thế nhưng mà với Ford năm nay thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù là tháng 11, doanh số của chúng tôi rất là tốt. Tháng 12 là cái tháng quý khách chạy thuế và nhu cầu mua xe rất là nhiều, nhưng giá xe thì không hề có tăng mà thậm chí lại còn giảm hơn. Và trong video ngày hôm nay thì tôi xin gửi tới quý vị có ba thông tin. À, thứ nhất là cái chương trình bán hàng của tháng 12. À chương trình một chương trình rất là thú vị, mua xe trúng vàng, mua xe trúng vàng. Phần thứ hai là báo giá các cái dòng xe đang có và các cái mức hỗ trợ cho quý vị. Và phần thứ ba là tư vấn quý vị mua xe ở cái thời điểm này bởi vì thời điểm này nó là một cái thời điểm rất là nhạy cảm sẽ tác động đến cái quyết định mua hàng của quý vị rất là nhiều. Mua đắt hay là mua rẻ, lợi nhiều hay lợi ít thì nó nằm ở cái thời điểm này này. Thì uh, bây giờ thì uh, mời quý vị cùng xem tiếp tục xem tiếp video. Nội dung đầu tiên trong video này phần đầu tiên đó là cái chương trình bán hàng của tháng 12 có tên là mua xe trúng vàng, mua xe trúng vàng và chắc chắn 100% khi quý vị mua xe thì chúng ta sẽ trúng vàng. À, có điều là trúng nhiều hay là trúng ít thôi. À, giải nhất của nó lên đến một cây vàng. Đó. Thì tôi sẽ đọc chi tiết các cái giải thưởng như thế này. À, thì bắt đầu kể kể từ ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 16 tháng 12 khi quý vị đặt mua xe ở bất kỳ đại lý nào của Ford ở trên toàn quốc thì chúng ta sẽ có cơ hội bốc thăm và chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm vào ngày 16 tháng 12 với trị giá giải thưởng cao nhất là một cây vàng và thấp nhất là 0,3 chỉ vàng thì chúng tôi có đến tận 3.000 giải thưởng thôi nên là quý vị cứ yên tâm mua chắc chắn là trúng rồi vấn đề là phụ thuộc vào cái độ may mắn chúng ta kiếm được một cây vàng thì rất là tuyệt vời à, thì cái cơ cấu giải thưởng của chúng ta sẽ như thế này à, đối với giải nhất thì chúng ta sẽ có hai giải nhất và giá trị của nó sẽ là một lượng vàng SJC 4 số 9 thế như quý vị biết đấy thì cái đợt này vàng lên rất là cao lên hơn 70 triệu một một lượng một cây vàng rồi thì à, hy vọng đến ngày 16 tháng 12 khi quý vị bốc xong đấy thì nó sẽ lên 80 là một một cái điều cực kỳ là may mắn à, với uh, giải thứ hai giải nhì thì chúng ta có 6 giải nhì uh, với giá trị là 5 chỉ vàng à, với giải 3 chúng ta có 15 giải 3 với giá trị là 2 chỉ vàng à, đối với giải tư thì chúng ta có 30 giải tư với giá trị là một chỉ vàng à, đối với giải 5 thì chúng ta có 120 giải 5 với giá trị là 0,5 chỉ vàng và cuối cùng là giải Giải cuối cùng là có chúng tôi có 2.827 giải với giá trị là 0,3 chỉ vàng. Như vậy thì tổng giải thưởng là 3.000 giải như vậy thì quý vị yên tâm mua mua kiểu gì cũng chúng và đây là chúng nhiều hay chúng ít thôi đấy thì về thực tế thì chúng ta đã được hưởng một cái giá rất là ưu đãi từ đại lý này là được hưởng thuế trước bạ của nhà nước này và có thêm vàng nữa thì nó sẽ ra là một cái điều tuyệt vời và rất là điều may mắn khi chúng ta mua xe đấy thì có thể là cái giải thì nó có thể là nó không lớn đối với nhiều người nhưng mà nó mang lại cái may mắn khi mà chúng ta sử dụng xe đó là một điều rất là tuyệt vời đúng không quý vị thì như vậy thì chúng ta hãy nhanh tay đặt mua xe ở trên toàn quốc nhé. Và nếu như ở khu vực miền Bắc Hà Nội thì quý vị có thể ủng hộ tôi đại lý Ford Thăng Long. Thứ hai nữa là về báo giá xe thì trong cái tháng 12 này chúng tôi vẫn hỗ trợ giá xe rất là tốt. Không bất kể cái chương trình giảm 50% phí trước bạ của nhà nước thì chúng tôi vẫn có những cái mẫu xe chúng tôi giảm giá lên đến hàng trăm phần trăm phí trước bạ. À, ví dụ như cái For Territory chúng tôi có 5 phiên bản, giá niêm yết là 954 triệu này, bản Titan X à, 909 triệu, bản Titanium thường và 822 triệu bản chen Thì ngoài cái chương trình khi mà quý vị đi đăng ký của nhà nước ra thì chỉ đăng ký với uh, nửa thuế trước bạn thôi. À, chúng tôi vẫn hỗ trợ thêm quý vị thêm 100% phí trước bạn nữa. Thì như vậy thì đối với Territory chúng ta sẽ giảm giá được thêm khoảng độ hơn 100 triệu. Đấy và cái chi phí lăn bánh của chúng ta rẻ vô cùng, rẻ hơn cái giá niêm yết của nó rất là nhiều Đấy thì cụ thể chi tiết thì quý vị có thể liên lạc với hotline của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ báo giá Bởi vì trong cái video này, khuôn khổ video thì có những dòng xe tôi được báo giá trực tiếp Có những dòng xe thì uh, theo cái luật quảng uh, cáo của Phó Việt Nam tôi không được báo giá chi tiết đâu Đấy thì đại khái là đối với Territory đang giá vô cùng tốt Giá lăn bánh rẻ hơn giá niêm yết rất là nhiều Thứ hai nữa đó là Ranger hai cái dòng xe đang được hỗ trợ 50% cho trước bạn thì Ford Ranger chúng tôi có 6 phiên bản đang bán tại thị trường Việt Nam đối với phiên bản Ford Ranger Raptor à, phiên bản xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì với cái phiên bản này thì nó không được hỗ trợ giảm giá giảm phí trước bạn thế nhưng mà chúng tôi cũng giảm gần như gần như 100 phí trước bạn, hỗ trợ gần như 100% phí trước bạn cho quý vị nhé à, không được hỗ trợ phí trước bạ nhà nước đâu nhưng mà cái mức giảm giá giá bán của nó là 1 tỷ 299 triệu đồng và chúng tôi hỗ trợ gần như 100% phí trước bạn cho cái phiên bản Ford Ranger Raptor à, vô cùng tốt quý vị ạ thứ hai nữa là với phiên bản Ford Ranger Track thì Ford Ranger Whitecheck là xe lắp ráp từ Wildtrak Track đổ xuống thì là xe lắp ráp trong nước và đang được hỗ trợ 50% phía trước bạn từ nhà nước. À, quý vị đăng ký cái xe này ấy, thì à, chỉ, quý vị chỉ cần bỏ ra khoảng độ hơn 30 triệu tiền, khoảng độ 40 triệu tiền đăng ký thôi. À, và à, đó là cái chương trình hỗ trợ của nhà nước. Còn đối với Ford chúng tôi hỗ trợ thêm 100% phía trước bạn nữa. Đó quý vị thấy chưa? rất là tốt đúng không ạ? Thì cái mức hỗ trợ, cái mức lăn bánh của cái Ford Ranger Wildtrak này nó cũng rẻ lắm, hơn 900 một tí thôi. Đó, đấy, đấy là đối với quay À phiên bản thứ hai cũng được hỗ trợ 100% phía trước bạn, đó là phiên bản For Ranger Sport với giá niêm yết là 864 triệu đồng và chúng ta đăng ký, đăng kiểm thì nó chỉ cũng nhỉnh hơn 800 một chút thôi, cộng và, à, cùng với cái mức hỗ trợ của Ford Việt Nam à, hỗ trợ thuế trước bạn nhà nước thì đăng ký đăng kiểm nó cũng hơn 800 một chút thôi, phiên bản Ranger Sport hai cầu. À, tiếp tới nữa là cái phiên bản Ford Ranger XLS hai cầu số tự động. Thì với cái phiên bản này chúng ta được giảm 50% phí trước bạ của nhà nước chúng ta đăng ký vào thì uh, nó chỉ uh, mất khoảng độ hơn 20 triệu tiền thuế và cái xe này cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng mà cái xe này nó đang không có trong chương trình của Việt Nam nên là chỉ được uh, hỗ trợ từ phía đại lý nhưng mà cũng tôi cũng bật mí với quý vị là vô cùng nhiều uh, giá lăn bánh của nó chỉ khoảng đâu đó khoảng độ hơn 750 một tí thôi. Uh, biết là 776 và lăn bánh thì khoảng 750 hơn, hơn một tí. Đấy, đấy là đối với phiên bản Ford Ranger XLS 2 cầu và cuối cùng là phiên bản Ford Ranger XLS 1 cầu số tự động phiên bản quốc dân, phiên bản bán nhiều nhất của uh, của Ford thì cái phiên bản này nó có giá bán là 707 triệu và hiện giờ thì cũng đang trong tháng này thì cũng đang được ưu đãi 50% trước bạn. Các à, quý vị đăng ký đâu đó thì nó chỉ hết khoảng độ khoảng 24 25 triệu tiền đăng ký thôi. Đối với tỉnh còn ở Hà Nội thì hết khoảng đâu đó khoảng độ 30 triệu. Và với cái phiên bản này cũng được hỗ trợ thêm từ đại lý. Tuy nhiên cũng không được không được uh, uh, public chương trình ra đây và được hỗ trợ thêm đại lý. Và tôi cũng chỉ xin bật mí rằng là đối với phiên bản Ford Ranger XLS số tự động một cầu. Chúng ta đăng ký lăn bánh vào. Nó chỉ khoảng hơn 700 triệu một chút xíu thôi. Uh, nó chỉ tương đương với giá yết thôi quý vị nhé. Đấy quý vị trông thấy không? Giá rất là tốt đúng không ạ? Tất cả các cái phiên bản dòng xe giá vô cùng tốt. Đó là với Ranger. Thì có hai cái tiêu điểm trọng điểm của Ford trong thời điểm này. Đó là Ranger và Territory hỗ trợ cực kỳ nhiều. Giá rất là sâu và xe thì sẵn không bao giờ thiếu sợ thiếu xe ở cái thời điểm này đâu quý vị nhé đối với dòng xe bán tốt nhất của Ford tại thời điểm này à, dòng SUV 7 chỗ đó là Ford Everest thì Everest đặc thù là một dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan thì nên là không hề có một cái hỗ trợ gì từ nhà nước về phần phí trước bạ à, Tuy nhiên thì với for Việt Nam Thì họ cũng đưa ra chương trình là hỗ trợ Phí trước bạ cho Everest Nhưng mà họ đưa ra một cái chương trình nó rất là khủng hoảng Nó gây hiểu lầm cho khách hàng Và thậm chí đến sale chúng tôi nhiều khi chúng tôi cũng hiểu lầm Đó là họ đưa ra chương trình là hỗ trợ 100% phí trước bạ Thế nhưng mà ở cái dòng dưới cùng Chú thích của cái trên cái chương trình người ta Thì họ chỉ hỗ trợ phần trăm phí trước bạ thôi đấy thế nên là cái việc mà chúng tôi truyền thông tới quý vị khách hàng nó khá là khó khăn và uh, khách hàng nhiều khách hàng là gây hiểu lầm họ cứ nghĩ rằng là được giảm 100 phần trăm phí trước bạ tôi lấy ví dụ như cái bản titanium 4 x 4 bản cao nhất nếu như mà mình bấm mình đăng ký Hà Nội mất 170 triệu tiền trước bạ cơ nhưng mà thực tế thì không hề có cái đó đó thì cái này thì phần trăm phía trước bạn này thì nó hơi hơi tôi thấy là cái chính sách họ đưa ra thì nó hơi hơi chung chung. Đấy họ họ tức là họ đưa cùng Everest, đưa Everest họ đưa cùng vào các cái dòng sản phẩm khác thế thành thử ra là nó sẽ bị uh, khách hàng sẽ 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 bị uh, nhầm lẫn ở cái khúc đó. Đấy thì quý vị hết sức là thông cảm bởi vì tôi cũng chỉ là người đi bán hàng thôi, tôi cũng truyền thông lại cho khách hàng thôi. Đấy thì với Everest của tháng 12 này chúng ta có chúng tôi có rất là nhiều xe để giao à, từ phiên bản cao cấp nhất như là Everest uh, Waycheck này Everest Titanium 4 X4 Titanium ừ. 4x2 uh, Everest Sport và Everest Ambient. thì tất cả các cái phiên bản này đều được hỗ trợ giá rất là nhiều rất 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 nhiều quý vị nhá à, Nó không được nó không được đến 100% phía trước bạ như quý vị nghĩ và cũng không được như là trên truyền thông đâu nhưng mà nó cũng được hỗ trợ rất là nhiều thì à, đối với cái phiên bản Everest uh, chúng tôi còn tương đối nhiều màu white là một cái dòng xe hơi hiếm từ trước giờ hiếm nó mới ra mắt ở Việt Nam được từ tháng 5 thôi nó hơi hiếm thế nên là uh, nhưng mà tháng này thì cũng có rất là nhiều màu để uh, để lựa chọn để bán thì có màu vàng màu trắng màu đen màu đỏ đó thì là bốn màu Everest White thì chúng tôi vẫn có giá bán với Everest White thì là giá niêm yết là 1 tỷ 499 triệu đồng và các màu như là màu trắng, đỏ vàng đắt hơn 7 triệu là 1506 với mức giảm giá tương đối nhiều. À, gần một gần 100 triệu quý vị nhá. Đấy đối với Everest Watch. À còn à, phiên bản dưới nữa là phiên bản Everest Titanium 4x4 có giá niêm yết là 1.468 tỷ 468 triệu đồng và cũng có mức hỗ trợ phần trăm phía trước bạn cũng tương đối nhiều nó gần như bằng cái Everest uh, Watch kia. Đấy đối với cái phiên bản Everest uh, Titanium 4x4 và đối với phiên bản Everest Titanium 4x2 Phiên bản một cầu là phiên bản bán tốt nhất Thì cũng có mức hỗ trợ tương đối nhiều Đó là với giá bán là 1 tỷ 299 triệu đồng Hỗ trợ cũng nó cũng sàn sàn sàn, sàn nhau ấy. Everest đợt này hỗ trợ sàn sàn nhau như bản quay trách này Bản Titanium 2 cầu, Titanium một cầu Mức hỗ trợ nó sàn sàn xem xem giá hỗ trợ như nhau Đấy nó chỉ vọt hơn một chút với cái phiên bản Sport và phiên bản em biển thì hỗ trợ nhiều hơn cái mức với cái Everest Sport là giá niêm yết là 1 tỷ 4 1 tỷ 178 triệu và hỗ trợ khoảng khoảng 100 triệu đồng tại khoảng ba con số đấy còn đối với Everest em biển thì nhiều hơn em biển thì nhiều hơn cả tất cả và em biển đang được đang được hỗ trợ giá giá nhiều nhất trong trong dòng của Everest À, nếu như quý vị mà đang quan tâm đến phiên bản nào nào thì quý vị có thể là liên hệ với chúng tôi theo hotline, à, tôi sẽ hỗ trợ uh, quý vị báo giá chi tiết cũng như là các cái chương trình khuyến mại cho Everest bởi vì là Everest thì uh, đấy do là Ford Việt Nam có những cái có những cái chính sách bán hàng nó không public như vậy nên là chúng tôi cũng không cũng không dám báo giá báo sai một cái phạt 25 triệu chết không có bánh trưng mà ăn tết đâu đấy thì nếu như quý vị quan tâm đến Everest thì có thể liên hệ chúng tôi sẽ hỗ trợ Ok, à, còn với uh, cái X-Blazer là phiên bản 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ Có giá yết là 1 tỷ 430 À, xin lỗi uh, X-Blazer có giá yết là 2 tỷ 439 triệu đồng Và hiện giờ thì đang được hỗ trợ từ Ford Việt Nam là 100 triệu tiền mặt Cộng với hỗ trợ đại lý nữa Cũng nhiều, cũng gần, đại lý cũng gần như Ford Việt Nam Đấy, với x thì uh, đến thời điểm này thì Chúng tôi vẫn bán cái xe mà VIN 2022 sản xuất 2022 quý vị nhé, Chứ chưa có sản xuất 2023 đâu. Đấy thì nếu như quý vị uh, mua thì nên tham khảo và tìm hiểu thật là kỹ để uh, để tránh uh, nhầm lẫn khi chúng ta mua. Đấy còn uh, phiên bản cuối cùng của po là transit xe 16 chỗ thì hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời tuyệt đối luôn à, uh, cũng là một dòng xe được hỗ trợ giảm giá phí trước bạn chúng ta đăng ký hết chỉ hết một thôi uh, giá niêm yết của nó là 849 triệu đồng thế nhưng mà khi mà chúng ta đăng ký lăn bánh vào ấy, nó chỉ nhỉnh 800 một tẹo thôi cả hỗ trợ nữa đấy thì với chassis thì là là một cái tuyệt vời khi mà chúng ta mua xe để chạy dịch vụ cho mùa lễ hội mùa tết và mùa ra tết lễ hội ra tết nhá quý vị nhá ok thì như vậy thì tôi vừa gửi tới quý vị báo giá và báo giá mang tính tổng quát của tháng 12 À, tóm lại đại khái rằng là giá tốt, hỗ trợ nhiều và sẵn xe. À, chưa hết là mua xe thì trúng vàng 100%. Đấy, tháng 12 nó là như vậy. À, vừa rồi thì là hai chương trình uh, gửi tới quý vị đó là chương trình bán hàng của tháng 12 này và báo giá của tháng 12. Bây giờ thì tôi xin phép lan man một chút. À, tư vấn tới quý vị một chút về cái cách mua xe tại thời điểm này à, Thời điểm này thì hầu hết đa phần chúng ta thì khi mà mua xe thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái điều đầu tiên à, Đó là bị trượt đời, đúng không ạ? À, tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến cái vấn đề trượt đời như vậy khi mà chúng ta mua xe để đi, chúng ta mua xe để phục vụ cho gia đình chúng ta cơ mà, có phải là xe kinh doanh đâu mà sợ trượt đời, mua đi bán lại đâu mà sợ trượt đời. À, khi mà mua thì chúng ta phải đi 3 năm, 5 năm cho nó bán thì thực tế, thực tế thực tế ra thì đến cái lúc mà nó trượt đời đấy thì nó chỉ hơn nhau 2 30 triệu thôi nó không đáng kể gì. Thế nhưng mà cái à, nhưng mà tại cái thời điểm này, tại cái năm nay này này cụ thể vào cái năm nay này, này thì chúng ta có thể chấp nhận được cái việc trượt đời mà trượt đời chúng ta được hỗ trợ cao hơn đúng không ờ, hỗ trợ nhiều hơn trượt đời chúng ta được hỗ trợ thêm 50% phần phí trước bạn tính ra cả là cả trăm triệu đồng đấy không ít đâu quý vị ờ, đối với cái xe xe nhỏ như thế này xe xe của chúng tôi là ở tầm trung thôi chỉ có bảy tám trăm thậm chí là cao nhất là con territory thôi khoảng độ hơn 900 triệu là được hỗ trợ trước bạn đúng không ạ thì mà cái mức hỗ trợ nó lên đến hàng trăm triệu đồng rồi thì tại sao chúng ta không mua chúng ta chờ sang năm 2024 để để chúng ta lấy vin mới lấy đời mới đúng không ạ? Thì khi đấy chúng ta sẽ không có hỗ trợ thương bạn, chúng ta sẽ không có hỗ trợ đời từ đại lý nữa, đắt hơn rất là nhiều. Nói trong cái ý, cái xe nó chả khác gì nhau cả, đúng không ạ? 23 là 24, thậm chí là 22, chả vấn đề gì. X-browser bây giờ chúng tôi vẫn bán Vin 22 mà, có làm sao đâu. Đúng không ạ? Đấy thì cái đấy là cái mà quý vị nên lưu ý, chúng ta sẽ cân đối, cân đối xem là mua xe như thế nào để cho nó hợp lý. À, với một chiếc xe, ví dụ như Territory đi, bây giờ đang có hỗ trợ giá tổng hỗ trợ lên hàng trăm triệu đồng. À, nó tương đương với 10% giá trị cái xe nhá. Tương đương 10% giá trị xe 100 triệu đồng đó. Nếu như mà với nhu cầu đi bình thường như bản thân tôi ở ngạn 100 triệu tôi đi 3 năm chưa hết, chưa đổ xăng hết đâu. Chưa đổ hết 3 3 năm tôi chưa đổ hết 100 triệu tiền xăng đâu. Đấy thế nên là quý vị phải cân đối cái vấn đề là mua xe được và mất. Tuy nhiên thì chúng ta được được giá chúng ta mất đời, mất một đời không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Đấy còn để sau khi mà uh, qua đầu năm 2024 rồi thì hết thuế hết hỗ trợ trước bạn rồi tuy nhiên thì nó sẽ vẫn còn những cái xe vin 23 chắc chắn là các đại lý người ta sẽ chưa bán hết được đâu nó vẫn còn nó vẫn có hỗ trợ nhưng mà chúng ta sẽ mất hỗ trợ từ nhà nước đấy mất mất năm mươi thuế trước bạ lúc đấy mua thì lại lấy muộn mất rồi đấy thì đó cái câu chuyện nó là như vậy tức là tôi muốn tư vấn thêm cho quý vị là về cái 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 mua xe cái thời điểm này nó như vậy bởi vì mua tháng 12 ai cũng nghĩ luôn tất cả ai cũng nghĩ luôn là đời xe đấy, đối với xe xe lắp ráp trong nước thì chỉ cần là qua qua năm khoảng độ 15 ngày thôi, tầm khoảng 15 tháng 1 là là nó đã có Vin 2024 rồi. Đấy đối với xe lắp ráp trong nước, còn đối với xe nhập khẩu uh, như là xe uh, Everest hay là xe Everest nhập khẩu hoặc là các cái dòng xe nhập khẩu thì có khi nó phải trễ đến tầm 2 tháng sau nó mới có, khoảng độ ngoài tháng 2. Hết tháng 2 thì nó mới có xe Vin của 2024, nhưng với xe lắp ráp thì rất là nhanh, trong tầm khoảng độ 15 ngày là có hết Vin 2024 đấy thì nếu như quý vị muốn mua giá tốt tốt đủ đủ đường thì mua ngay bây giờ đấy còn nếu như chúng ta muốn chờ đợi chờ đợi thêm một cái điều gì đấy thì chúng ta có thể chờ đợi thì cái đấy thì tiền trong túi mình mà đúng không Ai lấy ra được đâu đấy Thế nên là đây là một cái góc chia sẻ về bản thân tôi tôi làm xe thì cũng chưa lâu lắm khoảng gần 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 10 năm thôi đấy đó, đó là cái cách hiểu của tôi và tôi cũng thấy là bằng cái tổng hợp tổng hợp kinh nghiệm bao nhiêu năm bán hàng thì tôi tư vấn quý vị như vậy ngay như bản thân tôi tôi đi mua xe cũng vậy thôi à, tôi cũng đổi đến mấy đời xe rồi mà tôi cũng chỉ mua ví dụ một là mua xe lướt xe lướt nhưng mà giá phải tốt thì mới mua đấy còn nếu không thì tôi sẽ mua xe trượt đời thậm chí là xe có khi là giữa năm sau tôi nếu như đại lý vẫn còn cái xe vin của năm trước tôi vẫn mua bình thường rẻ hơn hàng trăm triệu trả tội gì cả mình đi cơ mà phục vụ gia đình mình cơ mà có phải đi buôn bán với ai đâu mà lo cái đó đấy 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 là một vài cái chia sẻ của tôi tới quý vị khách hàng trong thời điểm này nếu như mà quý vị đang có nhu cầu đắn đo thì có thể gọi điện cho hotline chúng tôi chúng tôi sẽ chúng tôi sẽ tư vấn quý vị để đặt mua xe trong cái thời điểm này nhá ok video đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau